sớm mới phải nhập anh em ạ. Úi dồi ôi. Chào mừng các bạn đến với video ẩm thực tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Xín Tráng các bạn ạ, một trong những chợ phiên vô cùng đặc sắc ở trên vùng phía Tây Bắc này. Nay chợ thì mới xây dựng xong thì mọi người cũng đang họp hết ở trong chợ. Ngày trước mọi người hay họp ở ngay phía ngoài đường ấy, hay gây ra những cái tình trạng khá là tắc đường, nhưng mà bây giờ mình thấy là ở đây mọi người họp ở phía trong, đi hết vào khu vực phía trong này rồi. Thấy nó rất là gọn gàng, sạch sẽ. Giờ mình ăn vào chợ kiếm gì đó để ăn sáng, sau đó sẽ đi quay chợ xem là hôm nay trong chợ có những gì các bạn nhé. Đợt vừa rồi thì mình cũng đi cái series Lạng Sơn rồi Lai Châu, đâm ra là ít có dịp quay chợ phiên để chia sẻ với các bạn. Lần này về thì mình sẽ cố gắng đi tiếp tục đi nhiều những cái chợ phiên. Ra đến chợ phiên cái là ngửi thấy mùi thơm của thịt rồi. Hello, chào chị nha. Ở đây cũng chưa có thịt mấy. Mọi người còn sớm còn chưa vớt đồ ra các bạn. Thịt nóng hổi đấy rồi. Chào anh nhé. Đang quay nhờ chút ạ. Ui, hai bát bé thế. Chào anh chị nha. Vâng. Sao giờ này có vẻ vắng thế anh nhở? Hả? Vắng lắm. Mùa này vắng á? Vắng vì gì cả hay là vì cái gì? Thôi. Cố lên nhá. Hay là mọi người đi nương hết nhở? Cố lên nhá. Đi làm hết rồi đúng không? Đang lên rực rỡ rồi ấy. Xôi quá. Cái này là sườn hả chị? Đây là sườn. Vâng. Sườn này là bán thế nào đấy ạ? Sườn mình đi mua về. Vâng, à, mình bán này. Mình bán thì 1 lạng 30 nghìn. À, 1 lạng 30 nghìn. Thịt quái. Thịt quái này. Sườn. Đen đấy. Vâng. Đen. Quả dạ dày ngon đấy nhỉ? Dạ dày ngon nhỉ? Dạ dày đây ngon mà. Sao đây cũng ngon mà. À, dạ dày to. Cháu ăn đi. Vâng, cháu chờ một chút nữa. Sớm quá. À, phải đi rửa. Wow, hàng nóng hổi mới ra này. À, chế hay còn gọi là miền Nam gọi là dồi trường đấy. Chị sao nhỉ? Lấy chân nó cô. Bên nó phá hết bên nó.
Mày cho kẹo. Mày tao chơi đó. Sao to à? Chưa lên rồi. Không có đi sủi à. Đấy, đã kịp mà. Wow, cái lưỡi ngon chưa? Lưỡi bây giờ đáo đi thao. Lưỡi bây giờ đáo đi chăng. Nào. Này chú dậy từ mấy giờ chú? Hả? Này chú phải dậy từ mấy giờ? 5 giờ thôi. 5 giờ à? À. Mỗi hôm mà bán hết mấy cái thủ này hả chú? Hả? À mỗi hôm bán hết mấy cái? Một cái thôi. Một cái này à? Này có hai khách hàng sớm thế nhỉ? Mất vé ăn sớm rồi đấy. Thế này thả vào nồi nước dùng tiếp đúng không ạ? Vâng. Thế nó mới ngọt nhỉ? Mới ngọt. Vâng. Em dai đang đúc rồi. Này thì cái khấu đuôi này mới ngon đấy nhỉ? Vâng. Ừ. Khấu đuôi này nó dày. Bây giờ còn sớm quá nên là các cô còn chưa vớt đồ ra. Wow. Cái sườn này cũng là phở hết đúng không cô? Vâng, cũng là phở hết. Nhưng mà ai lấy theo lạng thì cứ bắt theo lạng. À, thích mua theo lạng vẫn được. Vâng, thích mua theo lạng cũng được. Cứ thấy chân giò nóng hổi này là thích à? Nóng hổi đấy cô nhờ. Vâng, nóng quá. Tất cả lấy thịt chân giò. Vâng. Thái này là phở hả cô? Vâng. Thái làm phở. Làm bắt 20.000. 20.000. Thái mỏng mỏng thôi nhỉ? Vâng. Đây là lợn đen đấy cô nhỉ? Lợn đen. Cả lợn đen không lấy lợn trắng đâu. Vâng. À. 20.000 một bát này. À. Ông ăn ngon miệng nha ông nha. Cái nước luộc lòng này mà chan phở cũng ngon cô nhỉ? Ngon mà chú. Nhà cô chỉ bán nguyên lòng không hả cô? Nguyên có cả thịt chứ. À thịt ạ. Thịt chưa bỏ ra đúng không? Chưa, ở dưới nó. À đang ở dưới à? À mình lôi cái thịt ra là mình phải rửa bởi vì nó nước đổ lòng nó đen thui lui đúng không? Đúng rồi. Vâng. Nó ở dưới đây này. À cái đấy là mình tiêm luôn nhỉ? Ừ, tiêm luôn nó mới chín. Vâng. Cái lửa này là mình phải chăm chút nó đúng không cô? Vâng, không nó cháy. To. Vâng. To lắm được. À thế ạ. Chín. To nó mới thành được đúng không? Ừ. Cái lồng này làm thì nó rất là được tiện nhờ, nó
khó làm. À, rất là được tiền nhưng mà khó làm. Nó lãi hơn thịt. Kiểu à lãi hơn thịt cơ. Đúng rồi. Mọi người thích ăn cái lòng này, thứ nhất là rẻ, thứ hai là một là rẻ, hai là ngon nữa. Ngon, dễ ăn, không chán. Gia vị nó nhiều thì nó ngon. Gia vị nó nhiều nó ngon đúng không? Quả rồi được rồi bằng cái phèo non này. À cái lòng non ấy, nó nhỏ nhỏ. Chào à. Con vừa mới lên quán nhà bà, không thấy bà đâu. Con Nga này già chưa? Thì hôm nay làm món ngan các bạn ạ. Ở đây là ngan mọi người ạ. Mình có bán nguyên cái đùi không? Ờ, thế cho anh hai cái đùi đi. Hai cái đùi ngan đi. Làm hai cái đùi ngan gặm cho nó đỡ buồn. Lâu lâu cũng không ăn thịt ngan. Ngan ở trên bàn này thì ngon. Trời, dao chặt vào nó còn bưng 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 rồi nhờ. Ôi, cho anh hai cái viên đấy nhá. Rồi anh ạ. Bây giờ anh rồi anh ơi. Đúng rồi. Nó to lên đây, đấy. Đấy. Không sao, không sao. Đấy, thêm một cái nữa đi. Em vào ong nhỉ? Em bán đi rồi. À. Rồi, đấy, cân cho anh hai cái này. Ở đây anh em cứ ăn kiểu gì thì người ta khác làm kiểu như thế là mà, theo yêu cầu của mình. Tôi có 4 lạng rưỡi anh ạ. 4 lạng rưỡi à? Đấy, thêm cái cánh, khía khía ra đúng không? Trong này em cắt cái cánh cho nhé. Thôi rồi, cái để thế cũng được. Đây, mời các bác. Ngan. Ngan này chấm với này là xì dầu Maggi thì ngon này. Nhưng mà vặt hơi dối, hơi nhiều viô lông. Bà chủ vẫn biết là nước chấm mình ăn kiểu gì, làm cho mình mang nước chấm gọi là thần thánh luôn đấy. Vâng. Đây, hai quả cà. Cà ngan. Ok, chấm không phải ngập anh em ạ. Rồi mời anh em ăn sáng cùng Hải nhé. Úi dồi. Ngan ở trên này nó ngọt. Ở trên này là bà con à. Những cái ngan như này là thường thường nhà họ nuôi. Mình thích ăn kiểu ngan già. Nó già không còn nó ngọt. Bìa nó dày này không. Ha. Dài em nhỉ. Bộ nhà mình cực kỳ khỏe nhưng mà có con gai ngang này gai dài. Em ơi, em bảo con ngan này mềm lắm mà con này mừng thọ 15 lần rồi. Em bảo là
Nó lên dai nhỉ anh nhỉ? Ừ. Nhưng mà những người mà cứ ăn gan họ ăn gan già này, gan già này nó dai, thịt nó như thịt trâu. Loại gan già hả? Nửa lít rượu à? Ok. Này là phải chặt ra em ạ. À để em lấy rau dưới nhá. Này, em chặt ra cho anh nhé. Chặt ra, em chuẩn lá răm hồng. Ừ, chặt ra trộn lá răm. Ngang đánh đu nó. Sáng nay anh này gọi là tập thể dục răng cho bộ hàm nó khỏe. Ngọt. Đấy. Ấy. Đây mọi người à, chị vừa mới ấy với rau răm các bạn ạ, trộn rau răm. Rau răm muối ớt dài quá trường. Mời anh em bắt nét được không? Đó. Này hai quả kê, kê ngan. Sáng ra mà giã quả đùi ngan này coi như thể dục răng luôn, thể dục nguyên bộ hàm. Dài lắm anh em, mình vừa phải order thêm ít ngày em dạ dày rồi. Có hiện lời lợn đen ngon đúng không? Ngan gà vịt trên bản này nó dai ấy, thực sự anh em, nó không mềm như mấy các bạn ăn tăng trọng dưới kia đâu. Cảm ơn bà chủ nha. Ui dồi ôi. Đấy, này. Đấy, ui ôi bỏng lắm. Mình khoái cái món này hơn này. Bộ nhá của mình nó thích hợp nhá mấy cái này hơn. Rồi. Đấy. Này, đúng hiểu lợn đen đấy, ngon.
Anh ăn gì anh? Anh ăn nướng cái gì anh? Đâu, nướng đuôi. Nướng đuôi à? Tôi đang đi ăn. Dạ dày ngon ạ. Giòn. Ở đây cái nội tạng lợn đen nào là nó béo hơn, nhiều mỡ hơn, ăn nó ngậy hơn. À, không biết là nó bắt đen được không? Hơi khó nha anh em nhé. Ngon. Ngậy không? Đấy. Giòn. Anh em mà muốn ăn ngon này nhớ phải ra sớm nhá. Nhiều ông cứ bình luận là tôi ra muộn rồi. Không thấy đồ ngon như ông Hải. Ra muộn là đâu ra nữa. Vâng. Ôi con bé đấy anh. Cái đuối nạm bạc á, nhẹ nhàng. Tuyệt vời. Sư Quyên, món chính. Áp đậu. Uầy, ngon. Nhưng mà anh em nhớ nhá, ốc đậu là anh em phải cho một chút nữa. Cái nước chấm này vào. Đấy. Cho nó đều vào. Đây, nó phải hơi đậm ấy thì nó mới thành. Ui mỏng ấy. Chà bọc. Ủa, phải ăn nóng mới ngon. Cái giống thì thế, phải nóng mới ngon. Ăn đậu, ốc đậu nấu với rau cải mèo á. Con nhưng mà nó hơi bọc. Bán hàng nha. Nó chỉ bán hàng ở chợ. Đi ăn sáng mà ăn sớm sớm như này à. Chỉ có những mấy người bán hàng ở chợ Hải này. Đấy. Còn là mọi người mà ra ngoài này thưởng thức ẩm thực thì chưa đâu. Tí nữa. Chuyển 20 giây. Chạy đâu khỏi nắng.
Nói gì nói chưa, ông nào chưa bị Covid cố gắng mà giữ. Tôi bị Covid dính phát sợ. Vâng, ăn đi anh à. Vâng. Lâu đi Hảo ơi. Chồng em mang nước à? Mang nước ở đây. Trời, mang nước ở nhà ra. Rồi em sáng xong rồi mình sẽ đưa anh em đi chơi chợ. Mà có vẻ trời sắp mưa. Cho anh cái hộp để mang cái này về nhá. Mang cái này về chưa để gặm tiếp. Ngày xưa khu vực là các cô bán rau thì ngồi ở ngoài đường. Bây giờ ở trong chợ họ bố trí cho chỗ ngồi hết ở phía trong này, có cả mái che rồi. Đây là khu vực bán rượu. Thôi ít thôi, vừa vừa thôi. Đây là mang đi bán hay là mua về đấy cô? Mua về rồi. Mua về à? Bao tiền con này? Hả? Bao tiền con ngan này? Con vịt này? 200 à? Đây vịt đồi ngon. Rồi, chào cảm ơn nhé. 80 nhiêu đâu. Chùm bán rồi lợn. Người bán nhiều dồi lợn nhất cả chợ. Đây là khu vực chợ châu bò, chợ châu này. Sớm quá mọi người cũng chưa ra. Đây là khu vực chợ lợn nha anh em nhé. Bán lợn đấy, em lợn ở sau gùi. Đây là cái bừa cây bừa. Khu vực phía ngoài là bán có bán ngan không nha. Đi từ dân đâu nào? Chị khá khá chẳng nè. Chả có một ai mua đến chân ba. Vâng. Đúng rồi. À, lâu lắm rồi mới ra chợ đấy. Ừ, con gà ngon thế nhỉ? Con gà này bán bao tiền đấy à chị ơi? Con này 90 một cân. 90.000 một cân à? À ở đây bán theo cân hết đúng không? Thank you.
Cho nó vạch mồm ra đi. Con này bao tiền đấy hả anh? Đang giảm nó 70.000 cân. 70.000 cân á? 70.000 cân là rẻ đấy chứ. Đây mọi người đang, mỗi người mang con gà con này. Ai có cái gì thì mang cái đấy ra được mà. Ở đây là các loại thảo dược. Cái này là cây... Không có dùng. Hả? Không có dùng. Ờ. Cái... Các loại cây thảo dược của người Mông. Cái này là đều cây thuốc chữa bệnh hết các bạn nhé. Nhưng mà mình thì không biết là công không dụng của nó. Mình là người Mông nhỉ? Người Mông Hoa các bạn ạ. Cái này là bán các loại giống, rau. Trời bắt đầu sáng rồi các bạn ạ. Trên này bây giờ nhà nước đang quy hoạch tất cả các chợ vào, nên là nhìn ở phía trong bà con đang ngồi ở phía ngoài, bây giờ vào phía trong này nhìn nó vẫn chưa quen lắm. Hello em. Hình như anh là Sapa TV đúng không? À đúng rồi. Có xem Sapa TV à? Em đang bán gì đây? Em bán thuốc cho bố mẹ. À, bán giúp bố mẹ à? Ừ. À đây mọi người bán các loại giống lúa rồi giống ngô. Rồi anh cảm ơn nhé. Ừ.